người ta nói hả, trúc xinh á, trúc mọc đầu đình, tôi xinh hả, tôi đứng cái dũng sình nó cũng xinh nữa bà nội. Ủa sao tôi nói bà không nghe gì hết trơn vậy? Trời ơi, tôi nói ở đây để làm cái gì? Là để bà rút kinh nghiệm. Người ta nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Có nghĩa là gì? Là tôi đẹp, tôi quá, nói chung là tôi xuất sắc quá. Mà tại sao tôi chơi với bà không lay được cái miếng đẹp nào của tôi hết vậy hả? Trời ơi, bà tên heo mà sao không giống chút gì con heo hết trơn á. Heo hả, người ta một lần là đẻ cả lứa. Bởi vì sao? Nó có quá sức hút, nó có quá cái sự hấp dẫn. 18 năm nay, ý chằn, ý chịch. Cuộc đời anh đã đổi thay, là ngày em đến, trao cho anh những yêu thương. Đôi ta sẽ mãi đi chung một đường, với nụ cười và ánh mắt của em thật dịu êm, đã xóa mọi buồn phiền trong đêm. Mẹ mê trai dữ vậy? Đi học bà nội. Đi. Mỗi đêm trong thánh đường, anh chắp tay nguyện cầu cho tình yêu chúng ta sẽ mãi không thôi thiên tha. Rồi má này hậu nậu lắm má ơi, con gái gì bả hồi xưa là bị dìm xuống lòng sông, bỏ dưới lòng sông rồi má ơi. Quá rồi má, vừa thôi, dìm hàng nhỏ quá. Ừ thì tôi đó, tròn do với con heo. Ai mà thèm quen tôi, với lại á, tôi xui xẻo. Dĩ nhiên, trời ơi em mà. Kể từ hôm nay, lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới từ trường khác chuyển đến. Các em trật tự. Nghĩ sao nó học sinh vậy mấy má?
đủ đôi miệng. Em là heo con xinh xắn dễ thương trong nắng. Đôi mắt to tròn, hai má cũng cứng, hỏi đang như làm sao. Thôi nguyện ước trời cao chung luôn bên nhau. Không bao giờ xa sẽ mãi đi ta ha. Và anh luôn nói với em một điều là I love you, mua. Có những lúc vu vơ em thường hay buồn xót, cứ đừng ngắm trong gương rồi thở dài ngao ngắn. Dáng dấp tròn vo không xinh đẹp hay mi nhon như người ta, nhưng mà em có biết bao điều anh yêu. Những lúc khi em cười bỗng thấy yêu đời hơn, những ngôn từ môi mềm chợt bỗng tan nhanh mất rồi. Ánh mắt em to tròn như là những ánh sao, chắc có nên u buồn dù em cho những em xinh lắm đâu. Một bài hát chỉ biết riêng tặng cho một người, dành cho em cô bé có đi theo con. Từng đêm anh luôn mơ rồi từng đêm anh thẫn thờ, cười vụ vơ khi anh chợt nghĩ đến em. Một ngày heo xinh xinh đi về trên con đường, là bao anh rung rinh đưa mắt dõi theo. Tự tin lên heo con tròn thì siêu dễ thương mà, một điều ước sẽ mãi luôn ở bên heo trọn đời. Tròn hai má cũng cứng, hỏi đang yêu làm sao. Thôi ước trời cao chung luôn bên nhau, không bao giờ rời xa sẽ mãi đi ta ha. Và anh luôn nói với em một điều là I love you, mua. Có những lúc vu vơ em thường hay buồn xót, cứ đừng ngắm trong gương rồi thở dài ngao ngắn. Dáng dấp tròn vo không xinh đẹp hay mi nhon như người ta, nhưng mà em có biết bao điều anh yêu. Những lúc khi em cười bỗng thấy yêu đời hơn, những ngôn từ môi mềm chợt bỗng tan nhanh mất rồi. Ánh mắt em to tròn như là những ánh sao, chắc có nên u buồn dù em cho những em xinh lắm đâu. Một bài hát chỉ viết riêng tặng cho một người, dành cho em cô bé có đi theo con. Từng đêm anh luôn mơ rồi từng đêm anh thẫn thờ, cười vụ vơ khi anh chợt nghĩ đến em. Một ngày heo xinh xinh đi về trên con đường, là bao anh rung rinh đưa mắt dõi theo. Tự tin lên heo con tròn thì siêu dễ thương mà, một điều ước sẽ mãi luôn ở bên heo trọn đời. Sẽ mãi trọn đời bên heo. Ủa? Có nào xin nhanh ra? Không phải, đủ anh em cô hồn. Các đảng. Xí vậy xí. Xí. Mày dám giành thiên vị của tao, đi lên tụi bay. Cứ lên.
trời ơi mừng quá anh ơi, hai ngày nay em gọi cho anh mà anh không có nghe máy, em tưởng là anh chết bờ chết bụi, anh nhiều tử rồi chứ anh vẫn còn sống hả? Em còn sống mà ai đưa anh về nhà vậy em hả? Không hề, trời ơi em không có rảnh, em bé trai với em không có ngu đó, có người con heo đó, con bé heo đó, trời ơi một mình nó hả 60 kg, nó cộng anh 65 kg, ta nói cộng từ quận 12 tới quận 2, cách nhau 10 quận mà nó vẫn cộng được, con nhỏ nó xuất sắc quá anh ơi. Mà sao heo tốt với anh quá vậy? Đó, nghĩ sao chứ chợ, trong lớp ai mà không biết là nó thích anh mà anh giáp bộ anh hờn hệt dữ vậy. Rồi có nhận được con heo nào không? Ngày nào Thiên Di cũng tặng anh có heo bông hết á, đến nay cũng đã được 99 con rồi. Thiên Di tặng anh hả? Không hề, nghĩ sao vậy, con quỷ nó keo như gì vậy, nghĩ sao mà nó tặng cho anh mấy heo nó tặng. Nghĩ sao không, tại vì em đi bán thú bông trên mạng đó, cái ế quá cái em dụ nó mua, cái em nói nó là tặng 99 con heo gì đó là người yêu yêu mình, cái em bỏ ra mấy triệu bà mua cho em đó. Heo con tròn tí xíu dễ thương mà, một điều ước sẽ mãi luôn ở bên heo trọn đời, sẽ mãi trọn đời bên heo. Dù cổng heo sẽ rất là nặng, dẫn heo đi ăn sẽ rất là tốn, và khi chở heo đi chơi phải bơm bánh xe thiệt là cứng, nhưng mà Vũ tin là Vũ làm được. Anh khao khát một giấc mơ. Ai mày